Vô ngay. Xả hết. Sao xin lắm. À quên. Coi có mũi có cái chi không biết. Đụng quay xuống. Chị kiểm tra thôi. Quay vô trá đi. Đồ. Hai thấy chị không? Chị đi qua thấy màu dài quá. Đó, người sau nữa. Thì về kêu tài xế chở qua liền. Ừ. Đã ra đó phải đi xe thì bị chữ về lính chứ đó phải nè. Không biết bao nhiêu ngày nay chủ nhật đo thắt là có người đi qua cái cành là chiếc đâu. Chị kia là đúng đây. Nói tao tạo điều kiện cho thì khổ đó. Tôi tăng nhưng mà đéo còn riêng. Ngon. Tôi tăng nhưng mà không còn riêng. Cái kèo nó ấy quá à. Kèo nó không hồn. Vì đó. Ấy hấp đấy à. Ấy khá là bán thịt heo. Ấy hấp là bán thịt heo chứ được. À. Ấy hấp là bán thịt heo là chịu đúng không? Coi Triển đi cho em Út đi chứ hả Yến. Yến chưa bấm móng được đúng không? Chỗ móng dễ thì bấm được.
tráng bấm được chưa? Da mềm mềm thì đâu cần bấm. Da mềm mềm thì đó cần bấm. Bút là ở đây nữa. Dàn loa âm thanh ánh sáng 11 tỷ. Nghĩ nói gì cơ? Cho ra chứ ngăn tỉnh chửi. Hết trơn rồi. Mũi thì đã đãi đi thôi. Đâu không được.